xin chào quý vị khán giả chào mừng đến với bản tin quân sự mới nhất chủ đề nóng hôm nay không thể bỏ qua những diễn biến phức tạp trên biển đông đặc biệt là sau các căng thẳng leo thang giữa trung quốc và philippines mặc dù tình hình khu vực biển của việt nam hiện tại vẫn khá ổn định nhưng chúng ta không thể lơ là trước nguy cơ xung đột có thể xảy ra việc đảm bảo an ninh và chủ quyền biển đảo luôn là nhiệm vụ trọng yếu đòi hỏi việt nam phải có những chiến lược tính toán cẩn trọng và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ một trong những nhiệm vụ cấp bách hiện nay là hiện đại hóa lực lượng cảnh sát biển, tăng cường trang bị thêm các tàu tuần tra có tải trọng lớn, ít nhất từ 1.500 tấn trở lên để nâng cao khả năng tuần tra và kiểm soát trên biển. Tuy nhiên, hợp đồng đóng tàu tuần tra với Nhật Bản phải đến năm 2029 mới hoàn thành. Trong bối cảnh này, chúng ta cũng không quên lời hứa của Mỹ về việc chuyển giao chiếc tàu tuần tra thứ ba cho Việt Nam một động thái có thể đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực phòng vệ biển của nước ta. Vào năm 2022, đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã khẳng định cam kết hỗ trợ Việt Nam tăng cường an ninh hàng hải, trong đó bao gồm việc cung cấp tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Trước đó, Mỹ đã hai lần trao tặng tàu tuần tra cho Việt Nam, minh chứng cho mối quan hệ hợp tác an ninh ngày càng được củng cố giữa hai nước. Lời hứa về việc trao tặng con tàu tuần tra thứ ba tiếp tục được nhắc lại bởi thượng nghị sĩ Mỹ J.P. Embley trong chuyến thăm Việt Nam vào năm 2023. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về con tàu này, từ hình dáng tên gọi cho đến thời điểm bàn giao. Câu hỏi đặt ra là liệu lời hứa của Mỹ có thực sự được thực hiện hay đây chỉ là những lời hứa mang tính biểu trưng. Trước khi tiếp tục video, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh. Nếu bạn thấy video hay, hãy bình luận số 1 còn nếu không hài lòng, hãy để lại số 2, cảm ơn các bạn. Trước đó, vào ngày 25 tháng 5 năm 2017, tuần duyên Mỹ đã chính thức chuyển giao tàu tuần tra USCGC Morgan MTH cho cảnh sát biển Việt Nam. Việc chuyển giao này cùng với các hoạt động hỗ trợ liên quan có tổng giá trị khoảng 24 triệu đô la Mỹ là một phần của viện trợ an ninh Mỹ dành cho Việt Nam. Sau khi nhận, tàu được đổi tên thành CSB 8020. Tiếp đó, Mỹ cũng đã chuyển giao tàu tuần tra CSB-8021 với tổng giá trị hỗ trợ liên quan vượt 27 triệu đô la Mỹ. Các tàu này thuộc lớp tàu tuần tra Hamilton, từng là lớp tàu tuần tra lớn nhất của tuần duyên Mỹ vào những năm 1960. Có nhiều đồn đoán cho rằng con tàu tuần tra thứ ba mà Mỹ hứa tặng cho Việt Nam sẽ thuộc lớp tàu Hamilton. Tuy nhiên, theo những thông tin mà chúng tôi thu thập được, khả năng này gần như là không thể. Hiện nay, Mỹ đã sản xuất tổng cộng 12 chiếc tàu thuộc lớp Hamilton, trong đó 11 chiếc đã được chuyển giao cho các quốc gia khác, chỉ còn duy nhất một chiếc mang số hiệu USCGC Mellon VKHEC 717. Mặc dù con tàu này đã ngừng hoạt động trong biên chế của Mỹ từ năm 2022, nó hiện đang neo đậu tại Mỹ và dự kiến sẽ được chuyển giao cho Hải quân Hoàng gia Bahrain. Tàu lớp Hamilton từng là lớp tàu tuần tra lớn nhất của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ trước khi bị thay thế bởi các lớp tàu hiện đại hơn như lớp Ligon và lớp Polar. Những con tàu thuộc lớp này có khả năng hoạt động dài ngay trên biển và thường được đặt tên theo các cựu bộ trưởng ngân khố Hoa Kỳ với tên gọi là tàu tuần tra cỡ lớn, Hike Endurance Cutter. Vì lý do đó, gần như chắc chắn Việt Nam sẽ không có cơ hội nhận được tàu lớp Hamilton. Vậy câu hỏi đặt ra là, Mỹ sẽ tặng cho Việt Nam loại tàu nào liệu có phải là tàu tuần tra thế hệ mới, lớp Ligon, với khả năng vượt trội? Tàu lớp Ligon, còn được gọi là tàu an ninh quốc gia hoặc tàu an ninh hàng hải lớn, là lớp tàu tuần tra hiện đại nhất của tuần duyên Hoa Kỳ, có kích thước tương đương với một tàu chiến nhỏ. Với lượng giãn nước lên tới 4.500 tấn, chiều dài 100 mét và được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại, tàu này có thể hoạt động liên tục trên biển với tầm hoạt động lên đến 22.000 km. Với những thông số ấn tượng như vậy, tàu lớp Ligon xứng đáng là mơ ước của bất kỳ lực lượng cảnh sát biển nào trên thế giới. Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là tất cả 12 tàu lớp Ligon của Mỹ, bao gồm cả những chiếc đang hoạt động, đang được đóng mới và dự kiến đóng trong tương lai, đều là những tàu rất mới và hiện đại. Việc Mỹ tặng một trong số các tàu này cho Việt Nam là điều khó xảy ra. Liệu Mỹ có chi tiền để đóng mới một chiếc tàu tuần tra lớp Ligon để tặng cho Việt Nam? Khả năng này cũng rất thấp. Do đó, có vẻ như lời hứa của Mỹ về việc tặng tàu tuần tra cỡ lớn cho Việt Nam khó có thể thực hiện, trừ khi họ lựa chọn một lớp tàu khác. Sau quá trình tìm hiểu, một ứng cử viên tiềm năng đã được phát hiện, tàu USCGC Alex Halley, WMEC-39. Tàu tuần tra này hiện thuộc biên chế lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ. Ban đầu, con tàu này được đóng cho Hải quân Hoa Kỳ vào năm 1971 với tên gọi là USS Edenton, ATS-1 phục vụ cho các nhiệm vụ cứu hộ và trục vớt. Đến năm 1999, tàu được cải tạo thành tàu tuần tra và chuyển giao cho lực lượng tuần duyên. Nhiều trang thiết bị trên tàu đã được nâng cấp để phù hợp với nhiệm vụ tuần tra, bao gồm động cơ, hệ thống radar và nhà chứa máy bay trực thăng. Hiện nay, USCGC Alex Halley đóng quân tại căn cứ Kodiak, Alaska, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, thực thi pháp luật trên biển và tham gia cứu hộ Tàu có lượng giãn nước 2.500 tấn, dài 86 m rộng 18 m với tốc độ tối đa 32 km h và tầm hoạt động 16.000 km cùng thủy thủ đoàn gồm 90 người. Hệ thống vũ khí trên tàu bao gồm súng máy hạng nặng và pháo tự động có tuổi đời hơn 50 năm. Dự kiến tàu Alex Haley sẽ sớm bị loại biên trong thời gian tới. Rất có thể đây là con tàu mà Mỹ đang xem xét tặng cho Việt Nam. Tuy nhiên, Việc tiếp nhận một con tàu đã cũ như vậy liệu có thực sự phù hợp với nhu cầu hiện tại của Việt Nam? Có lẽ chúng ta cần cân nhắc thêm những lựa chọn khác. Ngoài Alex Haley, một ứng cử viên sáng giá khác cần được nhắc đến là các tàu tuần tra cỡ chung thuộc nhóm WMEC của lực lượng tuần duyên Mỹ. Nhóm tàu này bao gồm hai lớp chính là Famous dài 82m và Reliance dài 64m, được biên chế cho các bộ tư lệnh khu vực biển của Mỹ. Đây là những con tàu được thiết kế để hoạt động dài ngày trên biển với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt cho thủy thủ đoàn và khả năng thực hiện các chuyến tuần tra kéo dài từ 6 đến 8 tuần. Bên cạnh hai lớp tàu chính, nhóm VQMEC còn bao gồm một số tàu thuộc các lớp khác, trong đó có Alex Haley như đã đề cập. Hiện nay, Mỹ đang có kế hoạch thay thế dần nhóm tàu VQMEC bằng các tàu tuần tra hiện đại hơn một số tàu thuộc lớp Famous và Reliance đã ngừng hoạt động, chẳng hạn như tàu GUSCGC Decisive, số hiệu WMEC 629, ngừng hoạt động từ năm 2023 với lượng giãn nước hơn 1.000 tấn và chiều dài 64 mét. Tàu GUSCGC Steadfast, số hiệu WMEC 623, ngừng hoạt động từ năm 2024 với lượng giãn nước hơn 700 tấn và chiều dài 64 mét. Như vậy, Mỹ hiện đang sở hữu một số lượng đáng kể các tàu tuần tra cũ, sắp bị loại biên với tải trọng đa dạng từ 700 tấn đến gần 3.000 tấn. Có khả năng, Mỹ sẽ chọn một trong số những con tàu này để trao tặng cho Việt Nam, tùy thuộc vào nhu cầu và chiến lược sử dụng của nước ta. Bài viết sau được viết lại với nội dung gốc được giữ nguyên và được bổ sung yếu tố chính trị. Mặc dù tàu lớp Hilton đã bị loại khỏi danh sách lựa chọn, khả năng việt nam sẽ phải giới hạn trong việc sử dụng các tàu có tải trọng nhỏ hơn vậy theo các bạn nếu việt nam được tặng các tàu này chúng ta có nên tiếp nhận hay không trong bối cảnh biển đông đang ngày càng căng thẳng việc gia tăng số lượng tàu tuần tra là điều cấp thiết tuy nhiên cần lưu ý rằng nội dung video này chỉ mang tính cung cấp thông tin và giải trí không đại diện cho quan điểm chính thức của bất kỳ tổ chức nào chúng tôi không chịu trách nhiệm về hậu quả do việc sử dụng thông tin trong video Quý vị nên tự kiểm tra và tham khảo thông tin từ các nguồn tin cậy. Các vấn đề chính trị phức tạp và đa chiều cần được tiếp cận từ nhiều góc nhìn khác nhau và từ những nguồn thông tin có độ tin cậy cao. Nội dung về chủ quyền và các vấn đề quốc tế trong video chỉ nhằm mục đích phân tích và bình luận, không khuyến khích hay kích động bất kỳ hành động nào. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận và nếu thấy video hữu ích, hãy like và chia sẻ để nhiều người có thể tiếp cận. Ngoài ra, việc Việt Nam phát triển máy bay không người lái đã thu hút sự quan tâm của Mỹ, khiến họ phải đặt hàng gấp. Trong bối cảnh quân sự toàn cầu, sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam không thể phủ nhận. Uy danh lẫy lừng này đã được chứng minh qua nhiều cuộc chiến trong quá khứ và tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc ở hiện tại. Mặc dù sở hữu những trang thiết bị quân sự hiện đại và tiên tiến bậc nhất, ngân sách quốc phòng của Việt Nam không phải là lớn nhất và quân số tuy đông đảo, nhưng sức mạnh quân sự của chúng ta luôn được đánh giá cao. Điều này không phải dựa trên sự phô trương hay tuyên bố vị thế số 1 mà xuất phát từ tính thực dụng, khả năng thực chiến nhuẩn nhuyễn và sự linh hoạt trong tác chiến cơ động. Đây mới là những yếu tố cốt lõi tạo nên sức mạnh đặc biệt của quân đội nhân dân Việt Nam. Rất ít lực lượng quân sự trên thế giới dám tự tin khẳng định rằng họ có thể vượt qua quân đội chúng ta về những khía cạnh quan trọng này. Kính thưa quý vị, những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo dựa trên những gì được công bố chính thức tất cả các thông tin liên quan đến quốc phòng việt nam đều là bí mật quốc gia xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại